chết hả? Ê, mấy không. Anh ơi, mấy anh, mấy anh làm ơn cho tôi gì? Hỏi dạ không có gì, không có gì. Tôi muốn muốn hỏi thăm thôi hả? Dạ. Hỏi gì? Anh cho tôi hỏi coi mấy người này bị tội gì mà anh giải đi đâu vậy? Đó không phải là chuyện của ngươi. Đánh ra. Dạ. Hỏi thăm vậy mà. Dạ dạ. Đi. Thôi để đó cho để. Tôi chỉ muốn biết vậy thôi à, chứ không có gì đâu. Anh nói cho tôi biết được không? Muốn biết phải không? Muốn biết thì lên gặp vua. Kêu vua mà ban án ra là biết liền à. Dạ. Dạ dạ. Đi để. Sao vậy? Mình là hành hiệp chủ nghĩa mà, đi sao được mà đi. Đang gặp chuyện bất bình đó. Gì? Mình cái gì? Bất bình cái gì? Tôi nói cho mấy anh hay, tụi tôi là đang trên đường hành hiệp chủ nghĩa đó. Thấy ai mà thân cô thế cô là tụi tôi giúp à. Nó nói vui thôi chứ không có. Nói đâu. Thiệt chứ nói vui cái gì? Vui gì mà vui, đi chỗ khác. Đồ khùng, tránh ra. Nhiều khi vậy chứ người ta bị quan á, người ta không có đáng cái tội mà để đẩy tới cái nơi cần tới đâu. Để đó cho đệ. Để cái gì? Hai lính ơi, không mấy thả người ta đi, làm phước cho người ta đi. À, coi bộ mày muốn làm vua phải không? Không có. Chỉ có vua mới có quyền tha cho mấy người này thôi. Bây giờ con tránh ra không? Bắt mình đi quan phủ bây giờ. Đi đi đi. Tránh ra ngoài. Đi đi. Đi. Quên. Cái gì nữa? Quên coi đằng xa kìa. Có cái gì kìa? Cái gì? Cái gì đó? Đó hay không? Hay anh, coi kìa. Đâu? Cái gì đâu? Chân dân kìa. Ở yên đó. Thế nào lại ta đâm chết? Tha mạng cho tôi đi mà. Tha đi. Cái gì? Muốn cái gì hả? Ở đây có 5 người lận đó. Muốn chống cự hả? Ta đâm một cái chết kìa. Đi cho tôi. Khoan. Hai người cởi đồ ra. Cởi hết đồ ra. Nhanh. Ta đâm chết bây giờ. Ủa? Cởi hết đồ ra chứ gì anh ba? Từ từ biết. Nhanh lên. Ba huynh. Ba huynh có muốn đi làm giặc không? Tôi làm chủ sói, còn ba huynh làm lính. Dẹp đi, tôi này không có rảnh. Ở đây không có chủ sói gì hết trơn á. Đi. Nói vậy là ba huynh không muốn theo tôi làm giặc hả? Cái thằng này á, mà không cho nó no đòn á, là nó chưa có tỉnh ra rồi. Dừng lại, đánh ra. Mấy người làm gì vậy hả? Để đứng lên. Ba người đâu huynh đệ á. Để ta vừa giúp các ngươi thoát thân, các người trả ơn bằng cách như vậy đó hả? Hả? Để lấy đồ rồi nè. Bây giờ làm gì huynh? Chạy. Hả? Chạy. Đứng yên. Cái gì? Chạy. Chạy. Đứng yên đó, đứng yên đó. Thằng này nó bị khùng nè. Mà nhờ nó mình mới được tự do. Thôi đi. Đi. Đi.